Chúng ta xem xét giải quyết cái bài giải số trong cái đề thi học sinh giỏi Hà Tĩnh năm 2013-2014. Bài này đối với mình thấy nó hơi bị khó ha. Thật ra cái bài số hai cái bài này nó có sự tương đồng nè. Thật ra hai bài này nó chính là một thôi. Với A bằng 3 sẽ quay về cái bài dưới. Thật ra nó cơ bản là như vậy ha. Hai bài này là một thôi. Bài toán này nó khó là bởi vì nó lồng ghép hai bài lại với nhau ha. Thật ra nó lát nữa giải chúng ta sẽ có được thấy được rằng trong cái khi mình ta xử lý xong cái tổng này nè bằng kỹ thuật sai phân, sau đó chúng ta sẽ quy về tính giới hạn của một dãy số nữa. Rồi, thật ra chúng ta chú ý rằng là chúng ta đặt xn nó bằng xn un cộng 1 trên un thì chúng ta sẽ quy về cái giải bên trên nè. Với a nó bằng 3 ha, a bằng u2 trên u1. Chúng ta tiến hành xử lý ha. Xn bằng un trên chữ un trừ 1. Có thể hồi nãy mình nói nó hơi khác một chút xíu trên là hệ số ha. Với n lớn bằng 2 ha. Chúng ta có thể có một vài cái nhận xét sơ bộ ha. Đã có. Trở lại ha. N lớn bằng 2. Ta có điều thứ nhất. VN xn ha, đó. X1 thì bằng U2 trên U1 bằng 3 ha, lớn hơn 2 này. XN cộng 1 thì bằng XN bình phương trừ 2 với mỗi N lớn hơn bằng, tra lại ha, lớn hơn bằng 2 ha, là X2 hay X1 đây, để X2 nha, tra lại ha, xem cái sự chênh là hệ số nha. Này với mỗi n lớn bằng 2 nha. Kiểm tra lại thử. Chúng ta xem xét cái sự liên hệ giữa UN và XN ha. Theo ta có UN nè bằng xn nè, un trừ 1 nè, với mỗi n lớn bằng 2 ha, thì chúng ta cứ quy nạp, thì chúng ta dần thì lùi lại thì nó sẽ bằng là xn nè, nhân cho xn trừ 1 nè, nhân vân vân nè, nhân cho x2 nè, cuối cùng nó là bằng x2 nhân u1 ha. Được ha. Và chú ý rằng u1 nó bằng 1, do đó un thì bằng tích x2 cho đến xn ha. Ta có thể viết một cách ngắn gọn, un thì bằng tích xk k chạy từ 2 đến n với n lớn bằng 2 ha. Được ha. Ta có thể biểu diễn u n thông qua xn, các số hạng của dãy n với n lớn bằng 2 nha, còn u1 thì vẫn giữ nguyên bình thường. Rồi tiếp đến chúng ta lại có một cái điều nữa. Như vậy trong cái tổng này chúng ta giữ nguyên con một phần u1 để nguyên, còn còn u2 cho đi có thể biểu diễn thông qua con cái dãy số xn ha. Ta thử dùng kỹ thuật sai phân để xử lý nha. Một phần uk, một phần uk ha, k lớn mà một phần um cũng được ha, với m lớn bằng 2 nha, bằng một trên tất cả các số hạng xk k chạy từ 2 đến m, thì chúng ta sẽ thay cái con số 1 này nè, thông qua con thật ra chuyển thành con số 2. Số 2 thì dùng cái hệ thức truy hồi này nè, chúng ta sẽ có nó là chính là x.
ta phải xử lý, xem xét xử lý khéo nha. Mình ta thay hai là bằng xm cộng 1, xm cộng 1 trừ cho xm cộng 2 bình ha. Kiểm tra thử nha. Bằng 1 phần 2 nhân cho 2 chia cho tất k chạy từ 2 đến m k. Bây giờ mình sẽ thay con 2 bằng, tùy ha, mình cứ thử thôi. 2 thì hiển nhiên nó bằng x m bình phương, ghi n đi ha, chọn n thích hợp, chọn lấy k đi, m đi, ớt đi, ớt trừ cho x ớt cộng 1. Thì chúng ta chọn ớt thích hợp ha, ớt bằng m hay ớt bằng m cộng 1. Thay ớt bằng m cộng 1 đi ha, thì nó sẽ bằng 1 phần 2 x m cộng 1 bình phương trừ cho x m cộng 2 rồi lại chia cho tất k chạy từ 2 đến m x k, thì nó sẽ bằng 1 phần 2 rồi. Mình làm vậy nó không hợp lý ha. Đổi lại ha, ớt bằng m thôi. Chờ, chuyển một chút ha, thay đổi một chút thì nó sẽ bằng là 1 phần 2 xm trên cho tích k chạy từ 2 cho đến m thì xk m trừ 1 thôi. Trừ cho xm cộng 1 trên cho tích k chạy từ 2 đến m xk. Chúng ta thấy cái sự tương tự giữa hai cái số hàng này nha. Đặt vn vn đi bằng xn cộng 1 trên cho tích x2 vân vân xn nha, với n lớn bằng n. Hiện ta có đây chính là, đây là vm nè, đây là vm cộng 1, rồi nhân 1 2 vô luôn đi. Hiện ta có 1 phần um nè thì bằng bằng vn trừ cho vn vm ha, trừ vm cộng 1 với m lớn bằng ha. Từ đó chúng ta sẽ suy ra 1 phần U1 cộng 1 phần U2 cộng vân vân cộng 1 phần U N với N lớn bằng 2 nha, thì bằng 1 phần U1 cộng cho cái tổng K chạy từ M chạy từ 2 đến n, vm trừ vm cộng 1. Ta rút gọn, dễ dàng rút gọn được cái tổng này ha, thì bằng 1 phần u1, u1 bằng 1 rồi, bằng v v2 trừ cho v n cộng 1, hiển nhiên nó nhỏ hơn 1 cộng cho v2 ha. Chúng ta kiểm tra v2 xem bằng gì ha. Thật ra mình làm như thế này thì nó không đủ chặt để nó đủ để kết luận nha. Chậm chậm ha. 1 cộng cho V2, V2 thì bằng gì? Bằng 1 phần 2 X2 trên, lưu ý rằng cái tích này nè, khi mà M bằng 2 thì cái tích này bằng 1 nha. Cái này bằng 1 nha. Rồi. Tích từ các số hạng từ 1 cho từ 2 đến 1 thì nó không có cái số hạng nào lớn hơn 2 và nhỏ hơn 1, thì lúc đó tích này hiển là bằng 1. Rồi, thì nó cộng cho x2 trừ cho vn cộng 1. Có 1 phần 2 nữa ha.
x2 thì nó bằng bao nhiêu? X2 bằng 3 thì nó đây là bằng 1 cộng 3 phần 2 ha. Bằng 5 phần 2 trừ cho vn cộng 1. Rồi bây giờ chúng ta xử lý tiếp ha. N lớn bằng 2 nha. Ở trên đây người ta không viết đề không có luôn ha. Thì chúng ta thật ra dễ dàng kiểm tra với n bằng 1 ha. Với n bằng 1 thì công thức này đúng. Và các bạn có thể kiểm tra trực tiếp ha. Ở đây mình lơ đi, mình kiểm tra với n lớn bằng 2 đi ha. Rồi, tiếp đến mình sẽ chứng minh vn cộng 1 nè, nó nhỏ hơn lớn hơn chứ ha, căn bậc 2 của 5. Căn bậc 2 của 5 chia 2, căn bậc 2 của 5 chia 2 ha. Chúng ta có nhiều cách có thể nhiều cách để xử lý ha. Rõ ràng cái đặt đây là SN đi. Đây là SN là một cái dãy tăng nè. Ta có thể chứng minh nó bị chặn trên nè. Rồi nó bản thân nó mẫu xuất hiện trong dãy này nó sẽ nhỏ hơn cái giới hạn của dãy này ha. Do đó chúng ta có thể khỏi phải lý luận phức tạp, chúng ta có thể tìm giới hạn của dãy SN nè. SN nè, hiển nhiên nhỏ hơn, nhỏ hẳn luôn ha, dãy dễ dàng thấy dãy SN này tăng nè. SN cộng 1 nè, trừ SN nè thì nó bằng 1 phần UN cộng 1 nè, chắc chắn là dương nè. Cái mẫu N lớn bằng phần 2 ha. Từ đây chúng ta suy ra được dãy SN nè. N lớn bằng 2 là dãy tăng. Và theo cái đánh giá bên trên chúng ta có được là SN nó nhỏ hơn 5 phần 2, dễ dàng thấy VN nó dương ha. Cái mẫu N lớn bằng 2. Từ những điều này chúng ta sẽ đủ kết luận dãy SN tăng và hội tụ ha. Do đó SN thì nó sẽ nhỏ hơn giới hạn của cái dãy này ha. Tăng này là tăng ngặt luôn đó. Tăng ngặt nha. Giới hạn của SM, M tính ra vô cùng ha. Dạ. Bây giờ mình xử lý cái dãy giới hạn của dãy SM thôi. Chứng minh giới hạn của dãy SM bằng 5 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 thôi. Bây giờ chúng ta có một cái nhận xét khác để ta xử lý. XN cộng 1 nè thì bằng XN bình phương trừ 2 nè. Cái mẫu N lớn bằng 2 đúng không? Nên ta có được điều sau. XN cộng 1 trừ 2 nè thì bằng xn bình phương trừ 4 nè thì bằng xn trừ 2 nè nhân chỉ xn cộng 2 nè. Mà xn cộng 2 á thì nó lại bằng là xn trừ 1 bình phương đúng không? Xn bằng xn trừ 1 bình phương trừ 2 thì xn cộng 2 á thì bằng xn bình trừ 1 bình phương. Thì nó sẽ chúng ta xử lý tiếp ha, chỗ này cần xử lý một cách thận trọng ha. Chú ý rằng chúng ta đã làm tạo ra cái cấu trúc tương tự này. Xn cộng 1 trừ 2, đây có xn trừ 2 nè. Chúng ta chú ý rằng xn cộng 2 thì nó sẽ bằng là gì? 2n với n cộng n với n trừ 1 này, xn thì bằng xn trừ 1 bình phương trừ 2, xn cộng 2 thì bằng xn trừ 1 bình phương. Thì nó sẽ bằng là xn trừ 2 nhân cho xn trừ 1 bình phương. Chúng ta cứ như vậy, chúng ta áp dụng cái kết mối liên hệ này với n bằng n trừ 1, ta tiếp tục
thì chúng ta sẽ có được nó là bằng 2 bình phương vân vân x 3 bình phương vân vân ha, x n trừ 1 bình phương, và cái số hạng cuối cùng á nó sẽ có xuất hiện là thêm là x 3 trừ 2 được ha, được ha, hoặc là viết ngược lại cho nó dễ nhìn nè, viết này ngược lại đi. Nó chính là xn trừ 1 bình phương nhân cho xn trừ 2. Lại áp dụng cái điều này, cái kết quả này một cách liên tiếp á, ta dẫn đến xn trừ 2 bình phương nhân cho xn trừ 3 bình phương nhân vân vân, cuối cùng là x2 bình phương. Và chú ý rằng cái số hạng phía sau này nè, nó chênh lệch với cái này một đơn vị nè, lớn hơn một đơn vị. Cuối cùng là x2 bình phương thì cái số hạng kia là chính là x3 trừ 2 ha. Đây không có lùi nữa ha. X3 trừ 2 thì nó chính là x2 bình phương trừ 4 ha. X2 bình phương thì nó bằng nhiêu? X2 bằng 3 ha. Bình phương trừ 4 thì nó là bằng 5 ha. Rồi. Này là bằng 5 nè. Bằng 5 lần tích các số hạng xk là bình phương k chạy từ 2 đến n trừ 1 nha. Từ đó ta sẽ suy ra dễ dàng chứng minh được rằng tất cả các số hạng của cái dãy số này đều lớn hơn 2 nha. Tích k chạy từ 2 cho đến m ha. Xk thì bằng x m cộng 2 rồi lại trừ 2 cộng 2 ở chỉ số x m cộng 2 rồi trừ 2 chia cho căn bậc 2 của 5 ha, chia 5 rồi lấy căn bậc 2 ha, bằng x m cộng 2 ta có thể biểu diễn thông qua x m cộng 1 nha, bằng căn bậc 2 của x m cộng 1 trừ phương trừ 4 chia 5. Rồi, và chúng ta tìm ra được cái mẫu của cái dãy này ha, cái mẫu của cái dãy số này. Ta tìm giới hạn của PM nha. PM hay VM cộng 1 cũng vậy thôi. Giới hạn của VM thì bằng giới hạn của 1 phần 2 nhân x m cộng 1 chia cho căn bậc 2 này thì nhân căn bậc 2 của 5 lên trên đi ha, chia cho căn bậc 2 của x m cộng 1 bình phương trừ 4, thì người ta dễ dàng tì chỉ ra được giới hạn này bằng căn bậc 2 của 5 trên 2. Thì ở đây chúng ta cần giải thích thêm ha, ở đây mình không có viết tường minh, cái điều này cũng khá là cơ bản ha. Mình không cần viết tường, không không đưa ra cái chứng minh tường minh ha, chứng minh được những điều sau nè. X n nè luôn lớn 2 nè, tính mọi n lớn bằng 1 nè, lớn bằng 2 nè. Rồi thêm một cái điều nữa là x n chúng ta có thể chứng minh được dãy này dãy tăng nè. Rồi chúng ta chứng minh dãy này không hội tụ ha, bằng phương pháp bằng chứng, dùng phương pháp bằng chứng. Chứng minh được giới hạn của dãy này bằng vô cùng, cộng vô cùng đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ có giới hạn của xm cộng 1 trên cho căn bậc 2 của xm cộng 1 bình phương trừ 4, thì chúng ta có thể tính thông qua giới hạn của hàm số ha, bằng 1 vì giới hạn của x trên cho căn bậc 2 của x bình phương trừ 4 thì tiến đến ra vô cùng, nó cộng vô cùng đó, bằng 1. Như vậy chúng ta đã chỉ ra được rằng giới hạn của dãy PM bằng căn bậc 2 của 5 trên 2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được
cái giới hạn của giải SM thì nó bằng 5 phần 2 trừ cho căn bậc 2 của 5 trên 2. Do đó SM thì nó nhỏ hơn SN nha. Nhỏ hơn giới hạn của SM. M tiến ra cộng cùng ha. Thì nó bằng 5 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. À, kết thúc bài toán này đây. Các bạn có thể bổ sung những chi tiết mà mình lướt qua nhanh ha. Chỗ này mình đã lướt qua nè. Các bạn có thể kiểm tra chi tiết. Ha. Thực tế thì cái bài 2 này chính là bài 1. À, tuy nhiên chúng ta phải xử lý thêm một chút xíu nữa thôi. Dạ, chúng ta kết thúc ở đây.